Iraq của Anh Quốc nếu không chịu để cho quân đội Anh Quốc ném vào lò lửa năm 1921 giữa trận chiến Pháp và Quốc, chịu thiêu sống trong lò lửa, làm sao nên vị thánh trẻ anh hùng của nước Pháp và cả các vị tử đạo Việt Nam, tử đạo thế giới đều qua những cơn đau khổ chốc lát để về với Chúa như trong bài đọc. Thứ nhất chúng ta mới nghe. Tóm lại thì đối với gia đình Thanh Cao là một người cha cần mẫn. Đối với một nhạc mẫu, một bà mẹ thì anh Cao luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tận tình, đưa mẹ đi nhà thương, đi những nơi cần thiết. Đối với cộng đoàn anh là một thành viên tích cực. Và hôm nay chúng ta chẳng kể hết vì anh vẫn có một lòng khiêm tốn. Chúng ta cầu nguyện cho anh Phêrô hôm nay để Chúa thưởng công cho anh sau những ngày đau khổ, bệnh tật mà anh đã chấp nhận sẵn sàng ra đi khi được gặp đầy đủ con, cháu, anh em và có những lời chân chối êm đềm để anh ra đi. Và anh đã ra đi. He has gone in peace. Requiesce in pace. Go in peace, Peter, and rest in peace with Jesus Christ. Amen. Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, với lòng trông cậy chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta biết chết cho sự tội để được